Dạ, thân ái xin chào các bạn và chúc các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe và bình an. Hôm nay mình sẽ cố gắng đến với nhau tiếp tục làm sao ta cùng mình có thể làm lại từ đầu và bắt lại từ đầu. Thường thì mình hay nói đến bóng đèn thì mình cũng hay nghĩ đến là đứt bóng, đứt bóng. Thì khi mà nó đứt bóng rồi thì mình chỉ có dục thôi, mình không còn cứu vãn được. Thì có một số mình sẽ cứu vãn được. Như hôm nay mình sẽ đến với các bạn với cách để mình có thể thay cái bóng đèn, nó có hai tim, ok. Nhưng mà một bóng có hai tim, thì khi một cái đèn xi nhan nó thì nó cháy sáng hoài, còn một cái đèn khi mà mình bật xi nhan lên á thì nó sẽ chớp chớp, và cái sự cháy sáng nó vẫn còn đó, nhưng mà một cái tim khác đó là nó cứ chớp thôi. Thì cái bóng đèn này họ chế đó, original của nó đó, thì nó không có đi cái sơn ở ngoài. Dạ bằng nó không đi sơn ở ngoài, nhưng mà mình mua aftermarket á, chế ngoài á, thì nó đi cái sơn. Dạ bên nó đi cái sơn đi. Thì đây đó, mình sẽ cố gắng nhìn đối diện với lại cái ánh nắng mặt trời, đối diện ánh nắng mặt trời thì nó mình sẽ chói mắt lắm, nhưng mà nhìn bóng đèn này nó chói lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình nhìn xuyên qua cái bóng đèn, xuyên qua cái đường kính đó, để mình có thể giới thiệu với bạn về cách chúng ta có thể mình khám phá là một cái cách thay mới và dùng cái bóng đèn mới. Là bởi vì khi mà mình sống trong một cái thế hệ này đó, thì họ đi vào cái technology rất là nhanh. Nếu mà mình trong gia đình mà không có một người nào đó, thì phải họ hàng phải có một người nào đó để mà biết về cái xe cộ đó, để mà mình có thể giúp nhau. Và cái sự tiết kiệm đó thì mình không biết là họ có tiết kiệm được hay không, nhưng mà một thời gian đó thì họ thay đổi, để mình sẽ giới thiệu về cái sự thay đổi của nó, để mình biết rằng là cái cũ và cái mới nó giúp cho mình như thế nào. Đồng thời là mình sẽ làm quen với cái mới để mình có thể mình dùng nó cho nó đúng, để cho mình có thể giúp được những người xung quanh của mình và những người đó. Hôm nay mình đến với nhau một chút xíu nha. Bây giờ mình ngừng cái chỗ này. Dạ, đây là cái loại bóng đèn họ chế ở ngoài đó, nó là màu vàng, mà cái này đó là nó ở trong nó là vàng, ở trong nó vàng và ở ngoài nó vàng luôn. Thì cái này đó là cái kiến của nó là vàng, mình cạo ngoài đấy nó không có đi, ok. Thì nó sẽ chế một cái loại vàng như vậy. Thì cái loại này là có một cái loại bóng, thì ở sau này bây giờ họ không có chế cái loại như vậy nữa, ít chế lắm, mà họ vẫn còn chế, nhưng mà nó cho một cái loại xe khác. Thì cái loại như vậy đó thì mình đút nó vô thì nó nằm ở dưới này, thì ở dưới này nó hay bị hư. Dạ, nó hay bị hư lắm. Dạ vâng, thì cái này đó là nó cộng, nhưng mà cái trên này là nó trừ ha, trừ thì nó sáng ra. Thì đây nó cũng là hai tim, thì nó màu trong như vậy. Thì có một cái loại bóng đèn đó thì họ sơn nó bên ngoài, sơn nó màu vàng. Thì cái loại Tacoma đó thì nữa họ chế cái kiểu mới là nó xài bằng bóng như vậy luôn. Thì họ chế cái lens trước đó, thì nó clear, lý do là nó họ làm theo cái kiểu đời mới để cho nó bắt mắt người ta, để người ta mua. Ok, thì đây là cái loại mà mình có thể nói là như thế này, là trong đây là mình nhìn cái tim, hay nó có hai tim, cái tim trong cái tim ngoài, cái tim có cái hai tim mà nó vẫn còn xoắn ở trong, nó vẫn còn xoắn. Ok, thì bây giờ cái này là mình thấy cái tim của nó bị đứt rồi, đứt rồi, hai tim nó bị đứt hết rồi. Thì nó khác hẳn. Ok, hôm nọ mình giới thiệu với bạn là mình mua một cái
cái loại van đó. Cái này nó gọi là cái này tiếng Việt nó gọi là van sao, có cái valve, ok, thai valve thì nó loại ngắn như vậy, ok. Với lại có một số dây điện hôm nọ mình giới thiệu là nó cái cục chì lúc nào họ cũng cho vào cái dây đỏ hoặc cái dây xanh, thì cái này nó đặc biệt là nó có chế cho cái dây màu đen nha, dây màu đen, ok. Vậy thì nó cũng nhiều màu lắm để mình có thể dùng đến, ok. Nếu mà mình cần phải 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 chạy cái dây directly, nghĩa là nó riêng ra, bởi vì mình có nhiều khi mình kiếm cái bóng đèn nhưng mà nó bị đứt một sợi dây mà nằm ngay cái chỗ bí hiểm có, mình thay nguyên một cái bộ của nó thì nó mất tiền, có thể mình chạy sai một cái sợi dây riêng thì mình cũng dùng đến một cái fuse, ok. Thì đây nó là một cái brake light, ok. Thì đây nó cũng là một cái bóng như thế này, thì đây là cái kiểu mới người ta bỏ vô thì họ xài như thế này. Họ xài như thế này đó thì nó rất là bền ở cái trong này, rất là bền ở trong cái socket này, nhưng mà nó sẽ cháy bóng ngoài này, thì cái đó là cái kiểu mới người ta làm. Dạ, đây nó là cái bóng điện của cái signal ở cái bóng đèn, cái đèn đằng trước ha. Thì mình nhìn thấy ở đây, mình thấy rõ ở đây là ở cái tim ở máy dưới này đó, thì nó hơi xoắn và nó hơi thưa nhau, thì ở trên nó vẫn còn khít ha, vẫn còn khít với nhau. Thì mình thấy một cái bóng như thế này nữa, là cái bóng brand new nha, bóng cái đó, cái bóng này bóng brand new. Thì đây mình thấy hai bóng nó hơi khác nhau, ok. Thì cái tim như này nó vẫn xoắn đều, tim trên này vẫn xoắn đều, nhưng cái tim ở dưới này nó thì nó xoắn hơi khác không, thì nó bị cháy rồi nhưng mà nó vẫn còn dính lại với nhau, ok. Thì cái này nó là original, thì chế ở cái hãng này, nó gọi là cái hãng, để mình coi con số trước ha, nó là 4157, ngay nhìn ngay góc này 4157, ok. Nếu mình mua ở ngoài thì mình coi cái hãng này, ở đây là cái SY, như là LVANIA, mình đánh bằng tiếng Anh ha. Thì cái bên này nó mình xài lâu quá rồi thì nó đi mất hàng chữ, ok. Dạ, thì đây là mình để đây nhá. Cái này là cái bình điện Napa mình có được, thì mình để đây, đồng thời là mình cũng giới thiệu luôn là cái cây này nó cũng vừa cho cái độ cao của này. Cái original bình điện thì nó nằm ở dưới này, ok. Thì mình ngay cái chỗ này đó, ngay cái chỗ này, nếu mà bạn có xe Tacoma giống như mình đó, thì mình sẽ thấy rằng là ở dưới này là mình sẽ chế một cái miếng móc, nó hơi khác chút xíu, vì vì ban ngày đó mình không có thể nào mà focus được, nó xa hơn chút xíu, ok. Nhưng mà mình theo dõi cái cây này ha, cái cây này thì nó xuống ở dưới đó. Thì cái cây này là mình móc cho nó cao lên chút xíu, bây giờ mình cố gắng, ok, thấy mình bạn thấy không, nó hơi khác một chút xíu ha, ok. Đó, thì tiện mình bắt hai cái lông đề đó, mình bắt cái lông đề, mình móc xong cái móc ở máy trên ha, nó khác ở original ha. Ok, bây giờ mình qua cái bóng điện bên này, bóng điện bên này nó thì bây giờ mình gỡ cái bóng điện bên này ha, bóng điện bên này để mình cho coi cái sự khác biệt của nó, rằng là cái đồ mà original thì mình mua đều là, thì cái này nó vẫn là hai tim là nó, thì ống rõ ràng nó là nó sơn ở bên ngoài thì nó vẫn còn mấy miếng ở đây, là mấy miếng ở đây, ok, mấy miếng ở đây, thì mình thấy cái tim nó vẫn còn tốt ha, nhưng mà ở ngoài này nó nóng quá thì nó chảy mất tiêu mấy cái sơn rồi, bây giờ mình cậy nó sẽ ra đi không, đó nó ra, nó mất một miếng rồi, đó, nó mất thêm miếng nữa đó, thì như là nó mất thêm một miếng nữa không, đó mất, mình cậy nó ra ha, ok. Thì cái bóng này nó vẫn còn sáng, nếu mà mình có thể vẫn mua được thì mình cũng cũng có thể tạm mình mua cái như vậy cũng cũng xài cũng được. Thì cái bên này đó là nó cũng cũng ở dưới thì nó cũng hơi 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 cũ và nó hơi sắp sửa bị đứt, trên này thì nó giãn ra thì mình vẫn bỏ trong, mình vẫn xài được. Nhưng mà cái bóng này đó thì nó chế màu trắng, khi mà cái bóng ở trong này đó, thì cái bóng này là cái bóng original của nó, thì nó nằm trong đây thì nó màu vàng như vậy, thì nó chớp vàng vàng, một cái chớp vàng vàng. Thì tại sao mình giữ được cái này là bởi vì ngày xưa mình làm ở hãng Toyota đó, thì họ có một người đó, họ mua nguyên một cái bộ bóng mới này, bóng mới là bởi vì nó gãy ở đây. Mình nhớ không lầm thì có nhiều lần họ cũng mang cái xe vô,
thì cái xe Tacoma cái đời đời họ mua thì nó trong vòng cái thời gian warranty, hay là họ mua warranty đó, thì họ vô họ thay cái kiếng cái bộ này mới thì nó dư bóng, thì mình có thể mình giữ lại cái bóng đó, hoặc là mình cho cái người hàng khách họ mang về cũng được. Thì nếu mình có thì mình đổi người bạn của mình ở trong hãng đó, thì họ có cái original đó mình đổi, hoặc là mình mua lại, hay là mình mua cho tôi ra mình mua lại, thì nó có nhiều cách lắm. Thì mình giới thiệu nó như vậy. Thì bây giờ cái bóng này nó bị cháy đó. Bóng này nó bị cháy đó, là nó ở mé bên bây giờ mình lấy cái mới đi mình bỏ vô, tại mình có cái bóng mới rồi, không mình mới kiếm luôn cái bóng mới, thì nó nằm ở mé bên này. Ok, thì nó lạ một cái đó là ở trong đây là nó chỉ có hai sợi dây thôi. Nếu mình nhìn thấy kỹ thì ngay chỗ này thì nó có hai sợi dây thôi, một cái dây cộng và dây trừ thôi. Thì ở trong cái cabin đó, ở trong đó, thì nó có một cái sensor. Khi mà mình bật cái đèn xi nhan lên đó, thì cái đèn có một cái tim đèn đó, nó cháy liên tục, nó cháy liên tục lên, bởi vì nó mới nóng, bởi vì nó mới nóng ở trong thì nó nứt ra. Thì khi mà mình muốn tiết kiệm đó, thì mình không có thay nguyên như vậy, mình chỉ rửa thôi cho tới khi nào mà nó nước nó vô nó bẻ cái này đó, nó bẻ cái này đó, thì mình mua một cái mới bỏ vô. Thì khi mà đi cái mới đó thì nó đi nguyên cái bóng này, à, đi cái bóng ở trong đây, bóng đèn trong đây, đóng lại bên này, và bóng đèn là xi nhan bên này, ha. Thì cái bóng nó nằm ở trong đó, và nó có cái socket. Thì cái socket của nó là nó đi theo cái mới, để cho người ta mua, người ta không có trả lại, tại vì cái bóng cũ, lý do nhiều khi cái bóng mà cái whole assembly mới đó, thì nó đi ngay cái chỗ này nè bạn, cái chỗ này nè, không, nó không có ở dưới này, nó không có dính ở đây, tại cái dưới này nó là nó dính vô một cái sợi dây điện, thì nó dính cái này thôi, dính như này thôi. Thì nó có hai cái để mà nó tách rời này. Ok, vậy thì bây giờ mình ngưng, mình bỏ nó vô nha. Ok, bây giờ mình bỏ nó vô rồi, bây giờ mình bỏ cái bóng mới nó vô rồi. Nếu mình bỏ bóng mới vô mà mình xi nhan nó mà nó không không chớp đó, thì mình sẽ die note, nghĩa là mình sẽ kiếm cái sợi dây điện nó bị đắt ở chỗ nào. Ok, đắt ở chỗ nào nha. Dạ, thì mình chỉ cần bật cái đèn on này lên thôi. Ok, nó sẽ chớp chớp và nó kêu. Ok, nó lên trên này nhiều hàng chữ. Ok, thì bây giờ mình bật cái xi nhan lên bên mé bên này. Ok, bây giờ nó không có, nó chớp rất là bình thường. Ok, chớp rất là bình thường. Bây giờ mình qua bên này nó chớp bình thường thôi. Ok, vậy thì nó đúng một cái đèn của nó để nó chớp. Nếu mà mình tháo ra một cái bóng nó bị cháy là nó chớp liên tục, nó chớp nhanh lắm. Bên này nó chớp nhanh nhanh nhanh. Nhưng mà mình coi phía đằng sau rồi thì nó không có cháy, thì chỉ có bóng đèn phía trước thôi. Dạ, thì bây giờ lên mình thấy đây là không. Ok, bây giờ nó chớp không. Bây giờ cái bóng kia cái tim kia nó vẫn còn cháy, nhưng mà nó vẫn còn cháy, nhưng mà nó khi mà nó chớp thì nó chớp như vậy. Thì cái nó chớp là cái tim ở phía dưới, bởi vì nó rất là khó nhìn, ha, rất là khó nhìn. Bây giờ mình nhìn kỹ ra chút xíu thì mình sẽ thấy. Ok, dạ, như bây giờ bên này đó thì nó rất là bình thường. Cái đèn sáng lên như này. Ok, cái đèn này, ồ, cái đèn này bây giờ nó lại không sáng nữa. Thì cái tim của nó cũng bị hư rồi. Cái đèn bên này, cái tim trong nó cũng bị hư rồi, không. Thì bây giờ mình qua bên này. Ok, ồ, vậy thì bây giờ như thế này. Mới tại sao nó không 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 có sáng liên tục cho mình, ha. Chắc mình phải để máy lên thì có một cái tim đó là nó sáng liên tục. Đấy, coi. Dạ, bây giờ mình đè lên rồi thì nó không có cháy một cái tim, ha. Đúng là nó có hai tim, thì một tim nó phải liên tục nó cháy sáng. Thì mình không biết tại sao nó là họ chế là nó cháy sáng mà bây giờ nó không còn cháy sáng nữa. Ok. Thì bên này nó không có cháy sáng, ha, nó không có cháy sáng, một tim nó không có cháy sáng. Lý do hồi hồi đó nó cháy sáng là bởi vì nó cháy sáng lúc nào nó cũng nóng, nó nóng thì nó cháy cái này nó bạn. Vậy thì mình phải để mình kiếm khám phá ra tại sao nó không có cháy sáng với cái chỗ đó, ha.
Dạ bây giờ đó thì mình coi lại mấy cái fuse hết trơn này. À, bây giờ mình coi lại mấy cái fuse hết trơn rồi, nhưng mà mình bây giờ có một cách đó là mình lấy một cái bóng bóng khá là tốt như vậy. Ở mấy trong nó có một cái tim thì nó cũng hơi bị cũ ha. Bị cũ. Mình bỏ vô mình có thể bỏ vô được hay không? Thì cái này với cái này nó hơi khác nhau. Ok. Mình coi coi ở cái chỗ dưới này á, cái bên hông này á thì nó có giống nhau hay không? Cái bên này đó mình thấy nó có một cái tim, để nó có một cái khớp như vậy ha. Thì bây giờ nó có hai cái khớp. Okay. Nếu mà nó giống nhau thì mình bỏ vô được. Mình bỏ vô được thì mình để mình coi coi nó có bị dường như giống nhau lắm, nhưng mà cái số của nó thì nó khác. Thì có thể cái số khác là bởi vì ở ngoài này nó là màu màu cam, màu cam. Okay. Bây giờ mình bỏ vô cái này thử nha. Thì cái này thì mình thử được, cái này thì mình dùng chữ thử được. Thì xong rồi mình nếu mà nó cháy sáng đó thì mình có thể mình mua cái này. À, mình mua cái này, cái original mới của nó thì mình biết là cái tên của nó rồi. Okay, mình biết cái tên của nó. Nhưng mà đặc biệt đó là như thế này, là khi mà mình mua ở trong Toyota đó thì trong dealer đó thì là bán mắc tiền hơn. Thì ở ngoài đó mình mua ở ngoài thì nó cũng một cái tên, nhưng mà nó có thể rẻ tiền hơn. Nhưng mà mình làm sao mình kiếm cái tên giống như vậy, thì nó chế cái ở ngoài á, chế cái bóng ở ngoài á, thì nó là màu vàng đúc đúc chứ không phải là sơn ở ngoài. Ok. Đã như lúc nãy mình nói là cái tim này, mình thấy cái tim này nó mới toanh là ở một cái cặp cặp điện khác, vẫn còn cái bọc ở đây mình vẫn giữ ha. Thì mình giữ suốt đây là bởi vì cái xe mình có cái xe giống như vậy. Ở cái thời gian đó mình làm hãng Toyota thì đây nó có một set này cho cái bóng đèn ở trên. Ok. Thì mình mua nó, mình mang cái cũ mình đi làm xong mình mua giống y chang vậy. Thì ở trong đây nó đề hàng chữ như thế này, thì mình mua giống y chang mình bỏ vô. Thì cái này mình không thể để tiết kiệm tiền được, là bởi vì mình mua điện đó, mua gì về điện đó là mình mua cái gì cho nó tốt, cho tốt nó đúng. Mình đừng có xài bỏ bỏ cái nốt tay mà trong trong cái bóng này. Cái tay của mình thì mình vừa hôm nay thì trời cũng ấm lại rồi, thì có thể nay mai gì đó thì nó mọc cái da mới ha. Thì nó bị nứt là bởi vì có một số xà bông họ dùng của nó mạnh quá nên nó ăn cái da của mình, nó ăn nó nứt da của mình. Okay. Thì bây giờ mình bỏ cái bóng này vô nha. Dạ đây mình vừa mới nhét vô thì nó vô vừa, lạ coi như vô vừa. Bây giờ mình thử cái nha, mình bật đèn lên mình thử liền coi nó sáng không. Mình chỉ cần một cần mình chỉ cần một cái bé bên này thôi, một cái bé bên này thôi. Ok. Ok, thì bây giờ mình bật đèn, bật bật máy lên rồi. Bây giờ mình chạy ha. Thì bây giờ mình tắt điện đi rồi ha. Bây giờ cái này là cái điện đó là nó tắt ha. Điện đó là bây giờ nó đang là số 0 nên người là tắt. Cái này lên đèn đó thì nó chạy sáng. Thì bây giờ mình ngó phía trước này ha. Ngó phía trước mình cũng thấy nó sáng. Đó, mình thấy ánh đèn nó sáng không? Bây giờ mình tắt đi nó vẫn sáng. Ok, bây giờ mình bật đèn lên nó bật đèn lên hết đó, thì nó lại tắt đi. Nó lại tắt đi. Bây giờ mình bật đèn lên hết thì nó lại tắt đi ha. Ok, vậy thì bây giờ mình biết rằng là nó sẽ tắt đi. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ để lại cái gọi là để lại số số 0 như vậy, nghĩa là mình không có bật đèn lên thì nó thấy sáng, mình thấy nó sáng không? Ok, thấy sáng. Okay. Vậy thì bây giờ mình ra ngoài chút xíu. Ok. Thì bên này nó thấy sáng. Đó. Thì bây giờ ở bên này nó cũng cháy sáng luôn. Đó, nó cháy sáng luôn. Nó cháy sáng luôn. Ok. Vậy thì cái này nó là cái mới. Cái này là cái mới. Là cái mới ha. Ok. Nếu mà mình cần tiết kiệm đó, thì mình cần tiết kiệm cái đó là bởi vì mình bỏ vô đây á, mình bỏ vô đây thì ở trong đây nó trở thành màu vàng, thì nó cứ chớp chớp màu trắng trắng cũng được. Nó cũng được. Miễn là nó chớp để cho người ta hiểu là mình xi nhan mình quẹo bên 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 phải hoặc là bên trái. Ok. Thì bây giờ mình qua bên này nó là như vậy. Bây giờ mình tắt đi nha. Tắt máy đi. Thì đây nó không có bật đèn đèn trước nha, không bật đèn trước.
không phải đánh trước. Thì cái tim nó có một cái bóng đèn bên 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 trái này nó bị hư. Bây giờ mình bật on lên, bật on thôi một nấc nha. Lúc nãy mình bật zero, bây giờ mình bật zero như vậy. Bây giờ mình bật on lên như vậy. Đó, bây giờ đây là một trong những cái cách thức để mình có thể kiểm tra trước khi mình cắt sợi dây hay là mình làm việc khác, việc gì khác trước khi mình mang trong dealer. Ok, nó vẫn sáng. Ok. Bên này thì không có điện không? Ok. Nó cái này là running light, cái này nó gọi là running light trong 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 buổi ban ngày đó. Đây, nó vẫn sáng. Ok. Đó. Ok, bây giờ mình tắt nó đi nha. Tắt máy xong mình bật. Tắt máy xong, bây giờ tắt ra không? Bây giờ mình bật on nó lên. Bật on lên coi nó có sáng không? Bây giờ nó không có sáng ha. Ok, nó không có sáng. Bây giờ mình nhìn phía trước là nó không có sáng, đèn nó không có sáng. Bây giờ mình bật đèn lên coi nó có sáng không? Cũng không sáng luôn. Mình bật đèn như vậy. Bật đèn như vậy nó cũng không có sáng. Thì khi bật khi mình bật đè lên á, bây giờ mình nhìn nha, bây giờ mình nhìn nè, nó không có, đó giờ nó lên là không, nó lên đèn là không, lên đèn, ok, mình thấy nó lên đèn không, đó là thành công rồi đó. Bây giờ mình khám phá ra như vậy thì mình đã thành công rồi. Nếu mà nó không cháy nữa đó, thì mình sẽ xài cái khác. Thì khi mà cái một trong những cái tim ở trong này nó bị cháy rồi, bị cháy gọi là đứt bóng đó, thì nó sẽ làm cho bên kia không có cháy luôn. Nó bởi vì mình check, mình kiểm tra lại mấy cái fuse ở đây, là cái hộp fuse trong đây ha, fuse trong đây mình kiểm tra lại mấy cái hộp fuse rồi thì mình biết trước khi mình làm như vậy. Okay. Bây giờ mình thử thêm một bóng đèn khác nữa. Ok, bây giờ nó nóng quá rồi, bây giờ tắt ra mình thử một bóng đèn khác nữa. Coi như là tới đây mình tạm thành công rồi. Bây giờ xin chúc các bạn một năm mới bình an. Nếu mà mình bạn có một cái như vậy thì khi mà mình thay như vậy đó bạn, thì mình sẽ không bị cái thế kịch. Họ sẽ không ngưng lại trong những ngày mà ngày Tết mình đi đây đó đi làm. Ngày mai thì mình cũng phải đi làm. Có nhiều người họ phải đi làm là bởi vì cái Tết bên Mỹ này thì nó không phải là cái Tết của người Mỹ. New Year Mỹ thì đã qua rồi. Đối với người Á Châu mình thì được tham dự hai ngày Tết, ngày Tết Tây và ngày Tết Ta. Ok, mình thấy nó khác không? Ok, nếu mà bây giờ mình bỏ cái này vô không, bỏ vô trong đây thì nó lại khác nữa. Đó, thấy không? Nó lại khác không? Thì nó màu vàng thì nó trở thành cái màu xám. Okay. Xin lỗi, cái màu ở dưới này thì trở thành màu xám, cho nên nó màu như vậy. Ok, thì bây giờ mình bỏ cái này vô như vậy đó thì nó ra một màu như thế nào mình biết rồi, mình sẽ biết ngay đó. Đó, nó ra một cái màu như vậy. Khi mà nó ok, mình thấy nó khác không? Nó hơi khác chút xíu hơn. Bên này thì màu cam đậm hơn, còn bên kia thì nó là màu trắng. Thì nếu mà mình xi nhan thì mình vẫn còn có thể vẫn dùng được, vẫn còn xài được. Nếu mà mình không kiếm được cái màu vàng hay là màu cam. Ok, vậy xin chúc bạn bình an nhé. Xin chào các bạn.